Xin chào các bạn nha, mình là Hoan đây các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đưa các bạn đi khám phá một vùng quê nghèo ở Mỹ nha các bạn ơi. Thì hôm nay mình đang ở trên một cái con đường này. Nó nằm ở tiểu bang North Carolina nha các bạn ơi. Mình sẽ đưa các bạn đi vào và tham quan một cái vùng quê nghèo ở trên nước Mỹ này nha các bạn. Ở đây này mình đang đi trên cái con đường này. Đây là các bạn ơi. Đây, các bạn có thể thấy được một cái ngôi nhà. Đó, đây là một cái ngôi nhà rất là nhỏ bé của người ta đang sống ở trong đây nha các bạn. Thì ở vùng quê Mỹ này, thường là những người nghèo họ hay sống ở trong những cái ngôi nhà nhỏ bé như vậy nha các bạn ơi. Ở đây mình đi khám phá và mình thấy rất là nhiều cái cảnh cuộc sống khó khăn như vậy nha các bạn. Ở bên này xe hơi nó rất là bình thường ha các bạn. Xe hơi nó như xe đạp, xe máy của mình thôi. Chẳng qua là xe đẹp, xe sang thôi ha các bạn. Xe hơi giống như là một cái phương tiện để cho người ta đi mưu sinh, người ta sống thôi, chứ không có gì là ghê gớm ha các bạn ơi. Thì hầu như ở bên này nhà nào cũng có xe hơi nha các bạn. Nhưng mà xe hơi thì nó có nhiều loại. Loại thường là họ có với những cái loại mà đồng tiền rất thấp ha các bạn. Đó, mình sẽ đi dọc vào trong đây để cho các bạn cùng khám phá một cái ngôi làng này ha các bạn. Hầu như là những cái ngôi làng nghèo họ hay tập trung, họ ở cùng nhau ha các bạn ơi. Còn những cái người giàu thì họ lại ở chung một cái khu dân cư giàu. Đó là những cái mà cuộc sống của người Mỹ là như vậy ha các bạn. Đó các bạn ơi, thì mình sẽ đưa các bạn đi dọc theo trên này để các bạn, đó các bạn thấy ở trong xa xa đây thì nó có một cái ngôi nhà nó nằm ở trong góc đó. Đây là cái khu rừng cây rất là rậm rạp các bạn, nhưng mà những cái ngôi nhà trong đó nó che hết rồi. Mình sẽ đưa các bạn vào đây để các bạn có thể khám phá và hình dung được ha các bạn ơi. Đó các bạn thấy chưa, đây là những cái ngôi nhà mà họ ở trong đây này các bạn, rất là nhỏ bé và nó như một cái lều, cái gì của nhà mình ở Việt Nam mình đó các bạn. Nó chỉ là những cái bức tường xây lên và cái mái tôn lột đơn giản, không có cái gì hết các bạn ơi. Đó là cái cuộc sống của những người nghèo ở Mỹ nha các bạn. Ở đây thì người nghèo rất là nhiều, và mình đi và mình cảm giác là ở Mỹ này tại sao lại người nghèo nhiều như vậy. Thì ra là không ai cũng nghĩ là giàu, nhưng mà mình thì mình thấy thực tế nó nghèo rất là nhiều nha các bạn ơi, không phải như là mọi người nghĩ đâu ha các bạn. Đó, đây này các bạn có thể thấy được cái ngôi nhà này không ạ? Họ để rất là bề bộn tất cả đồ đạc, cái gì đằng trước đó các bạn ơi, rất bề bộn luôn. Cuộc sống của họ, họ để đồ đạc không có một cái gì mà trang trí cho cái ngôi nhà của người ta nha các bạn. Rất là bề bộn và rất là lượm thượm luôn ha các bạn ơi. Đó, cuộc sống rất là khó khăn nha các bạn, không có đơn giản như mình nghĩ là giàu có đâu ha các bạn ơi. Đó, bên đây nữa này các bạn này. Đó, mình quay qua đây cho các bạn. Đó, đây này. Đó, các bạn thấy ngôi nhà này chưa? Cũng ở cái lùm cây này và rất là nhỏ và chẳng có cái gì đáng giá hết nha các bạn. Đó, như vậy này. Thì các bạn cứ nghĩ coi, ở Mỹ mà như vậy thì làm sao mà gọi là giàu được các bạn. Họ rất là khó khăn thì họ mới ở được ở trong cái những cái ngôi nhà như vậy ha các bạn. Mình đi hàng ngày và mình khám phá ra rất là nhiều cái làng quê, rất là nhiều luôn ha các bạn ơi. Mình còn quay rất là nhiều cho các bạn cùng khám phá nha các bạn. Đó, cuộc sống rất là khó khăn ha các bạn ơi. Này, các bạn thấy chưa? Đó. Đó, đây này. Đó, các bạn thấy cái ngôi nhà ở bên này thì ánh nắng nó quá, mình không có nhìn rõ được ha các bạn ơi. Rất là rõ, rất là ấy luôn ha các bạn. Hôm nay trời nó bão nhiều ha các bạn ơi. Trời ảnh hưởng bão ở bên này cũng là bị bão luôn, cho nên là gió rất là lớn ha các bạn. Đó, đây này các bạn thấy chưa? Đây là những cái ngôi nhà nghèo ở trong, sống ở trong đây này các bạn. Rất là nghèo ha các bạn ơi. Không có gì là giàu có nha các bạn. Cuộc sống rất là khó khăn ha các bạn ơi. Đó. Hầu như là ở dọc cái chỗ này là toàn những cái ngôi nhà nhỏ như vậy ha nha các bạn. Đa phần là những cái ngôi nhà nhỏ như vậy thôi các bạn ơi, không có nhà bự nha các bạn. Đó, cứ nhà nhỏ lụp sụp như vậy họ ở này. Thì mình nghĩ là cuộc sống của họ khó khăn thì họ mới ở trong cái ngôi nhà như vậy, đúng không các bạn?
Đó, các bạn thấy đó, những cái ngôi nhà nó nằm như vậy này. Rất là nhỏ nha các bạn. Mình đi mình nhìn thấy này, đó. Đây là một cái vùng quê núi, nó cũng nằm không có xa cái quốc lộ lắm đâu các bạn, nhưng mà nó nằm ở trong cái vùng này và rất là nhiều những cái ngôi nhà như vậy ha các bạn. Đó, cuộc sống rất là khó khăn ha các bạn ơi. Mình đi ở đây vòng vòng qua và mình cảm giác như là nó hiu hiu quạnh dữ lắm các bạn ơi. Đó, các bạn đi và các bạn cứ cảm giác được là nó hiu quạnh cỡ nào, nó gần giống như là mình ở trong cái vùng sâu vùng xa đó các bạn. Rất là hư quạnh và điều hư, không có cái gì xe cộ hay là gì nhiều để mà ồn ào hết đó các bạn ha. Đó. À, các bạn ơi, từ nãy giờ thì mình cũng quay sơ cái cảnh cuộc sống của người dân nghèo Mỹ ở để cho các bạn cùng tìm hiểu và khám phá thêm về nước Mỹ ha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem cái video của mình nha. Nếu các bạn yêu quý cái kênh của mình thì nhớ đăng ký và cho mình một like nha các bạn. Để theo dõi những cái video tiếp theo của mình nha các bạn ơi. Hẹn gặp lại các bạn trong một cái video mới của mình nha.